trên đường đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Năm trường gió mưa xa gần nắng mưa không sờn, nào những khi con buồn người đến bên vô về, bàn tay xoa trên vai tông nên trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên đường, nắng soi trên cuộc đời, cho ánh sáng, cho ánh sáng, người cho lẽ sống, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng không phai tàn với bao năm trường.
chiều lang thang mình tôi bước âm thầm đường về hôm nay đã vắng bóng cha nhớ mãi dáng người cha yêu xưa cha yêu ơi mình con trong hương giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã lặng xa ngày xưa quá êm đềm ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên đến phút cuối cầm tay cha yêu mong bao con phải thương yêu nhau lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời cha yêu
xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.
xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, ta bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con. Don't cry for me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. God spoke to me, my time had come.
to bring me home. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. I saw the light, I took his hand. Đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Tâm Phương, Thượng Tọa Nguyên Tạng, Thượng Tọa Nhuận Chơn, Thượng Tọa Viên Tịnh, kính thưa quý Phật tử trong các ban hộ niệm, quý bà con cô bác cùng thân bằng quyến thuộc gần xa, kính thưa quý liệt vị, lễ tang của thân phụ chúng con đến đây đã thập phần viên mãn. Thay mặt tang gia hiếu quyến, chúng con chân thành đảnh lễ và cảm tạ chư tôn đức và quý Phật tử trong ban hộ niệm tu viện Quảng Đức. Mặc dầu phận sự đa đoan, nhưng quý ngài, quý vị vẫn dành thời giờ quý báu đã đến hộ niệm, tụng kinh cầu nguyện cho hương linh thân phụ chúng con là Phật tử Nguyễn Quốc Anh, pháp danh Nguyên Minh, sinh ngày 1 tháng 4 1947, năm Đinh Hợi, tại Quảng Trị, Việt Nam, vãng sanh vào lúc 7:23 tối ngày 5 tháng 3 Đinh Dậu, tại Melbourne, Úc Châu, hưởng thọ 71 tuổi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, trong thời gian qua quý vị đã ban hộ niệm, đã chia sẻ nỗi đau mất mát lớn to này đối với gia đình chúng con. Dù biết rằng cuộc đời vốn dĩ là vô thường, không có cái gì chắc thật và trường tồn mãi mãi, nhưng sự ra đi vĩnh viễn của thân phụ là một sự thật phũ phàng đối với gia đình chúng con. Hồi tưởng lại những công ơn dưỡng dục sinh thành, người cha đã gánh chịu hết mọi việc nặng nhọc của gia đình từ quê hương Việt Nam cho đến ra hải ngoại Úc đại lợi này, tất cả chỉ vì ấm no, hạnh phúc, lớn khôn và trưởng thành của chúng con. Không có bút mực, ngôn ngữ nào có thể diễn tả cho hết được những ơn nghĩa biển trời mà người cha, vị cục trụ của gia đình, đã bao bố cho chúng con những hình hài nguyên vẹn để hãnh diện với đời, để đi vào đời một cách nhẹ nhàng, thông suốt mà không gặp một chướng ngại nào. Số phận và định mệnh sao không bằng đối với cha của con? Lẽ ra cha phải được nghỉ ngơi, thọ hưởng tuổi già sau khi về hưu, sau hơn 25 năm làm việc nhọc nhằn tại Úc. Nhưng không, vừa retire cũng là lúc cha con đã ngã bệnh, và giờ đây cha đã vĩnh viễn ra đi, để lại cho gia đình nỗi trống vắng, hụt hẫng và niềm thương nhớ khôn nguôi của mẹ và tất cả chúng con. Giờ đây thân phụ đã ra đi, mẹ và chúng con ở lại trần gian này. Chúng con xin phát nguyện trước Tam Bảo, cố gắng làm lành, lánh dữ, ăn chay, niệm Phật, làm phước, bố thí, phóng sanh, cúng dường, làm tất cả mọi thứ có thể được trong khả năng của chúng con để hồi hướng công đức đến thân phụ. Ước mong người
sớm vãng sanh về Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Một lần nữa, Tăng gia hiếu quyến chúng con xin chí thành cảm tạ các gia đình thông gia, nội ngoại, các bạn bè thân hữu gần xa cùng thân bằng quyến thuộc đã bỏ thời giờ quý báu đến thăm viếng, tụng kinh, niệm Phật, tiếp dẫn, hội niệm trong tang lễ, gửi vòng hoa phong ưu, phúng điếu, gọi điện thoại, nhắn tin, gửi điện thư email phong ưu, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao đối với gia đình chúng con. Chúng con xin thay mặt gia đình chân thành cảm tạ đến Thượng tọa Tâm Phương, Thượng tọa Nguyên Tạng cùng Ban trị sự Tu viện Quảng Đức đã hoan hỷ cho phép gia đình chúng con tổ chức lễ tang cho thân phụ ngay tại vãng sanh đường của Tu viện Quảng Đức một cách rất nghiêm trang, ấm cúng, và mọi việc được quý ngài chăm sóc rất chu đáo. Đồng thời chúng con xin thay mặt gia đình chân thành cảm tạ đến ban giám đốc cùng toàn thể quý viên nhà hoàng Alison Monkhouse, đặc biệt là cô Tiết Mai đã hướng dẫn và giúp đỡ tang quý chúng con hết thảy công việc liên quan đến hậu sự cho phụ thân. Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Cuối mong chư tôn đức, tăng ni cùng toàn thể quý liệt vị niệm tình lượng thứ bỏ qua cho. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Don't cry for me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. God spoke to me, my time had come. He made a way to bring me home. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry. For me, I'm well within my soul. I saw the light, I took his hand. We flew on high to the promised land. My soul lives on in a better place. With all his glory, with all his grace, don't cry for me. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. My pain is gone, please understand. My passing was in God's great plan. I'm with you still, each day and night. Just close your eyes, I'll hold you tight. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry. In my soul, I'm in your heart. I feel your pain. Don't give up hope. Our love remains. I'll wait for you at heaven.
store. We'll meet again one day for sure. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry. I'm well within my soul. Don't cry for me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry. I'm well within my soul. Don't cry for me. I'm well within my soul. Thank you.
father how he really feels. A handshake or a pat on the back is all that he reveals. I'd like to right that wrong here in this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. And thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. Now I've been blessed with a son of my own. Got my own bedtime stories to tell. Raise him half as well as you raised me. Guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man. And I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you. Never took the time just to say I love you and I always have. And thank you for being my dad. Thank you for being my dad. Chiều lang thang, mình tôi bước âm thầm. Đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa, cha yêu ơi, mình con trong hương. Giờ này ngồi đây, lòng thương nhớ cha đã lặng xa. Ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim, năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin, nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Những ngày thơ ấu, cuộc đời
ánh sáng dõi đường con bước. Cha ơi mãi không quên tình cha. Chỉ nhắc lại cho chúng ta một lần để nhớ cái khổ đó, để mà khi mình đối đầu, khi mình đối đầu và đối mặt với nó, mình không có phải quá là khổ đâu, bởi vì cái cuộc sống của kiếp người ở trong cái đời này đâu phải là cái đời sống duy nhất, mà trước đời sống này chúng ta đã có rồi. Bác Nguyễn Quốc Anh sinh ra tại Quảng Trị năm 1947. Như vậy thì trước năm 1947 bác ở đâu? Có thể bác ở Đà Nẵng, có thể bác ở Bình Tuy, có thể bác ở Cà Mau chẳng hạn. Tùy theo cái quốc độ, có thể là ở Melbourne, Australia. Tức là trước năm 1947 thì chúng ta ở đâu? Có nhiều người Việt Nam nói là lúc đó con ở dưới đầu gối, tức là ở trong xương, trong tủy của cha mẹ. Như vậy là cha mẹ ta sanh ta ra
thì trước đó ta ở đâu. Tức là mỗi người, mỗi nghiệp khác nhau. Cái nghiệp dẫn chúng ta, mình sanh về cái vùng quê Quảng Trị, nghiệp dẫn chúng ta sanh về thành phố Nha Trang. Ví dụ như là thầy sanh ra đời vào năm 1967 tại Nha Trang, trong những cái năm chiến tranh bùng nổ của Việt Nam. Như vậy là trước năm 1967 thầy ở đâu? Thầy thường nói là thầy đang ở bên Tây Tạng, bên Tây Tạng, và có thể chết ở trong chiến tranh Việt Nam, chết trong chiến tranh năm 63. Chiến tranh tranh đấu Phật giáo, lúc đó nhiều quý thầy và nhiều Phật tử chết là 4 năm sau tái sanh trở lại. Thì cái chuyện đó nó rõ ràng đó, tức là cái đời sống này không phải là đời sống duy nhất, mà trước đời sống này đã có những cái đời sống khác rồi. Và Đức Phật ra đời nhắc lại điều đó cho chúng ta biết, để chúng ta tu tập để mà chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử này. Tức là cái lòng chết này là cái lòng cuối cùng, không còn có cái chết nào khác nữa. Nếu trường hợp mà chúng ta giải quyết được cái vòng sanh tử luân hồi này dứt khoát ngay trong đời sống này. Cho nên cái mục tiêu của Đạo Phật xuất hiện trong đời là để giải quyết luân hồi khổ đau, chấm dứt sanh tử, không có còn là lây hay ở trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Khi chúng ta chết ở cõi người thì chúng ta sẽ đầu thai xuống loài thú, xuống thú vật. Nếu trường hợp mà chúng ta ăn ở quá ác nhân ác đức, chúng ta sẽ đọa vào thế giới ngạ quỷ. Nếu trường hợp chúng ta quá tham lam, nếu trường hợp chúng ta giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nô láo, không uống rượu, thì chúng ta sẽ tái sanh trở lại làm người. Chúng ta giữ 10 điều tốt, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lừa nói chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê, thì chúng ta sẽ được thác sanh lên các cõi trời. Thiên Chúa Giáo gọi là thiên đàng. Giữ 10 điều tốt này miên mật thì chúng ta sẽ thác sanh lên các cung trời. Thì đó là những cái điểm đến mà sau khi chúng ta tắt thở. Cả một đời ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức như là bác Nguyễn Hòa Anh này, thì tất cả chúng ta hy vọng rằng sau khi chết ở trong kiếp sống này thì bác sẽ tái sanh trở lại kiếp người, hoặc là thác sanh về các cung trời, hoặc là vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong những ngày còn lại từ đây cho tới 49 ngày thì cái trách nhiệm của gia đình cố gắng cầu nguyện, tụng kinh, bố thí, phóng sanh, cúng dường để hồi hướng công đức cho bác, để mà từ đây cho tới 49 ngày bác đi đầu thai và đi tái sanh. Đó là cái phần việc mà chúng ta sẽ làm trong khả năng để hồi hướng công đức cho bác. Trong những cái thời kinh từ ngày nhập liệm cho tới hôm nay là để hồi hướng công đức cho hương linh của bác ra đi nhẹ nhàng và đi tái sanh vào cảnh giới tùy theo cái nghiệp của bác. Thầy sẽ nhắc sơ như vậy để chị Hồng Đức và các cháu trong gia đình liễu tri về cái lễ sống chết. Chết không phải là hết, mà thần thức còn lại để đi đầu thai và đi tái sanh. Chương trình ở đây thì cũng ngắn gọn thôi. Tiếp theo đây là cháu Bảo Trân sẽ nói lời cảm tạ bằng tiếng Anh, và sau đó thì bạn một người bạn Úc, bạn của chú rể Stephen Thoth sẽ đánh một cái bản nhạc để tiễn đưa Phạm Nguyễn Quốc Anh vào lò hỏa táng, và sau đó thì quý thầy sẽ niệm Phật, để tiễn đưa bạn. Rồi trong cái lúc mà niệm Phật này, thầy sẽ hướng dẫn quý vị lên đặt hoa ở trên quan tài để tiễn đưa bác lần cuối cùng. Burton will say thank you, and then Stephen Frank will play music for him. Okay, thank you. Mời Bảo Trân. Tưởng tạ Đan Phương, tưởng tạ Ngư Tạng, tưởng tạ Nhũ Chân, tưởng tạ Viên Vịnh và kính thưa quý vị Phật tử trong ban hội niệm. We would like to thank you Wendell Tables, all the monks and staff, our families and friends for attending my dad's Quốc Anh Nguyễn funerals.
Your presence is much appreciated. Dad would have loved to see you all here. The flowers around and the amount of good wishes we are receiving is a testimonial of respect that people had for my dad. While we have lost my father in peaceful sense, his memories will never disappear. He will always remember the good times. We chose to celebrate my dad for the great man he was. We chose to remember that his talented career as a doctor. We chose to celebrate how he is a great father, a supporting husband, a fantastic friend, and our best mentor. Made us how we became today. He has always been a very easy man to love. Our family traveled to many destinations around the world. He was always with us. His infectious smile and his witty wit is always something we would rely on to be there. We chose to remember the great achievement my dad offered us. Despite some very hard times, he always came through. He never said die attitude and determination is something we will never forget. It is a lesson that we will continue to share with my friends and family as long as we live. The world had lost a great man, but we will have his spirits and fond memories. All we have to do is to take some time, close our eyes and remember him. He will always be there for us. Thank you. Kính lời anh nguyện của con. Kính thưa quý thần, kính thưa chị Đức, thưa các cháu cùng với người em của anh Quốc Anh là anh Bình và người vợ là Kim Anh Tuyết. Kính thưa tất cả quý vị có mặt hôm nay, bằng một sự ngẫu nhiên, chúng tôi những ngày đầu tiên mới đặt chân đến đất Úc, chúng tôi đã có một cái thời gian dài sống bên nhau. Và anh Quốc Anh họ Nguyễn, tôi họ Châu, nhưng chúng tôi xem như là anh em ruột. Bởi vì kính thưa quý thầy, kính thưa tất cả quý vị, cùng do một cái sự ngẫu nhiên mà chúng tôi đến đây, đến đất Úc, độc thân tại chỗ. Tôi để lại người vợ và ba con ở Việt Nam. Rồi anh Quốc Anh cũng có người vợ hiền và ba con ở Việt Nam. Suốt thời gian đó, do cái sự tình cờ giống nhau như thế, nói theo kiểu tiếng Anh tức là we are in the same boat. Mặc dù chúng tôi không đến đây bằng con thuyền, bằng cùng một con thuyền, nhưng quả thật hoàn cảnh của chúng tôi giống nhau quá. Cho nên chúng tôi thương yêu nhau và xem nhau như anh em ruột. Kính thưa tất cả quý vị, anh Quốc Anh, như tất cả quý vị đã biết, là một người luôn luôn nói với tôi rằng trên đời này tất cả mọi chuyện đều rất quan trọng. Và không có gì quan trọng hết. Tôi hết sức tâm đắc với cái ý tưởng đó. Trong đời sống, chúng tôi quan trọng tất cả mọi việc, để ý đến từng những hành vi cử chỉ nhỏ của mình, bởi vì tất cả việc gì cũng rất quan trọng. Tôi thường hay nhắc với anh, và anh cũng thường nhắc với tôi, chúng ta
độc thân tại chỗ, nhưng vợ con còn ở Việt Nam. Hãy liều đó mà sống và cương quyết chờ ngày đoàn tụ cùng với những người thân của mình. Chúng tôi đã nhắc nhau với điều đó, và chính vì vậy mà quả thật 5-6 năm sau chúng tôi được đoàn tụ cùng với vợ con của chúng tôi. Kính thưa tất cả quý thầy, thưa chị Đức cùng các cháu, thưa tất cả quý vị trong ban hộ niệm, tất cả bạn bè thân hữu có mặt hôm nay, anh Quốc Anh ra đi là tất nhiên để lại trong lòng chúng ta nhiều nỗi tiếc và đau đớn. Nhưng xin nhớ rằng anh đã nói với tôi, trên đời này không có gì quan trọng hết. Hôm nay quả thật anh ra đi, và chắc chắn anh cũng sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta. Trên đời này rồi không có gì quan trọng hết. Chắc chắn anh đã nghe những cái phát biểu của tôi, và một lần nữa xin lại anh và vĩnh biệt anh. Quốc An Nguyen, Lieutenant Surgeon, America War. I invite you all to upstand while I recite the oath and play the last post. They shall grow not old as we who left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning we shall remember them, lest we forget.
hạ tự sanh tự giải nhân nhân tối xa thất niệm vô minh tùng vọng tưởng hữu tự sanh diệt diệt nhi bất diệt đạt ma tầng chích lý tây quy sanh nhi bất sanh lại thế tôn sống lâm tịch diệt nhược vì bất nhân hiểu liễu nan biện tứ đại khổ không cố nhân thiên tượng hữu luân hồi há phàm thứ mất vô sanh tứ tư về nguyên quán Việt Nam hiện cư Úc Đại Loạn Bao Bình thành phố Kiên vì gia đình tan quyến hiện thế Lê Thị Hồng Đức Phạm Nhân Diệu Tâm Trưởng Nữ Nguyễn Thị Bửu Tần Nghĩa Tế Sĩ Mạnh Thôn Tư Nữ Nguyễn Thị Bửu Trân Nghĩa Tế Nguyễn Khánh Lộc Úc Nữ Nguyễn Hồng Anh Thư Bảo Đề Nguyễn Di Trinh Châu Anh Tiết Ngội Tôn Vinh Kỳ Nguyễn Sâm Vy Na Nguyễn Hải Lần Nguyễn Lê Nữ Bảo Quý Trên Ni Phở Nguyễn Thiết Lê Cầu Siêu Hỏa Tăng Chi Thời Hương Linh Phật Tứ Nguyễn Quốc Anh Pháp Nhân Nguyễn Bình Sinh Năm Đức Nội Tại Quảng Trị Điền Trung Việt Nam Văn Sân Ninh Mèo Bình Úc Châu Đinh Dậu Niên Tam Việt Sơn Ngũ Nhật Hưởng Hòa Thất Tập Nhất Tế Nhất Vị Thần Hồn Chi Hương Linh Nguyễn Hương Linh Thừa Tư Tam Bảo Lực Lai Đáo Đàn Tiền Tinh Pháp Văn Kinh Tốc Xã Mê Đồ Siêu Sinh Tịnh Đồ Ma ha ba nhà ba la ra thân kinh văn từ thầy bồ tát an tâm ma nha văn ra thầy diêm liên bồ thầy công độ chân lê hoa ra lại thầy sanh văn gì công văn văn gì sanh văn văn gì công công thầy lê sanh là tâm văn văn gì công chân đề là thì ở ba năm tư văn 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 gì văn ra văn thầy ở tây văn gì thì có ông đâu ai hoa thờ tư văn đâu ai nhà gì mọi thân thân đấu vì tô ba bô nhà nhân này chỉ bô ý thân như bô bô lên chỉ bô bô minh thần này chỉ bô là tự nhiên bô là tự tha bô thân chỉ là bô trí nhiên bô đang chỉ bô là thân có bồ đề Oh,
Cuộc đời con mất
cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, nhớ ý nghĩa đó không?
cầu nguyện mà bà thấy. Cái quan trọng là cấp cho thẳng. Ok. Tức là bữa nay là mới là bước đầu, còn tới 7 tuần thấp nữa. Tức là bây giờ tới đây cũng mỗi chủ nhật tới đây là 10 giờ rưỡi. Có mặt trước đây trước 10 giờ rưỡi chút xíu để làm lễ. Bây giờ khăn tang là tháo xuống để vào trong cái bị, để ở trong cái bị ghi cái tên này, Hương Linh Nguyễn Quốc Anh, để ở trong cái tủ phía dưới các bạn Hương Linh. Thì mỗi cái ngày cũng thấp đó lên đeo khăn tang vô là lên đây cũng. Thì nói chung là tang lễ của ông tổ chức rất là trang nghiêm và ấm cúng, và các đệ tử làm việc rất là tốt. Đệ tử Bố Thạch đọc cái bài cảm tạ cảm ơn công đức của cha rất là cảm động. Thầy tử nó bể dĩa là bọn đọc không nổi nữa, nhưng mà cũng ráng đọc cho hết. Có nhiều người đọc một nửa chừng là họ đọc không hết, nhưng mà cũng ráng đọc cho xong. Như là tốt quá rồi, ráng hết sức bình sinh để đọc cho xong cái bài đó là cả vấn đề rồi. Thì bố đọc là kia lắm rồi, chợt nhìn thấy bóng cha còn ngồi đó với bao điều lo. Để ngày mai được sáng tươi, con yêu nên người đời cha chịu nhiều gió sương. Ôi cha hiền, người là vầng thái dương tỏa nắng ấm sáng soi đời con. Kể từ khi mẹ đã xa, vai cha thêm nặng và vầng trán kia suy tư bao ngày đêm. Nâng niu dịu dạt bước con đi, chăm lo từng giấc ngủ êm đềm. Khuyên con phải sớm yêu thương nhau, dạy con đừng bao giờ gian dối. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Người là lẽ sống cho đời con, người là trăng khuya xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sức sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương. Đêm nay nghe gió lạnh, lòng con nhớ đến cha. Như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha. Nhớ những dấu yêu thuở nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90 cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những đêm mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu hiệu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, trọn đời con vẫn nhớ. Những tháng năm tuổi thơ
những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây. Cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Đêm qua lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đến trắng đêm, mắt sâu thâm quầng trăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con hơi ấm đêm từng đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời. Vắng cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Những ân tình con không biết sao để biết thành lời. Hỡi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha ơi.